Con về rồi nè. Thế là con về thiệt phải không? Bà ơi, nó về rồi bà ơi. Một dòng
dòng sông xanh nước chảy êm đềm. Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Hôm nay anh về dùng lại hàng cao, tháng năm dài dầu cằn cỗi từ lâu, cho anh sống lại tuổi.